Thưa quý vị, đến 17 giờ chiều qua, các lực lượng cứu hộ địa phương đã rút khỏi hiện trường, dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai sau một tháng xảy ra thảm họa. Khoảng 200 người thuộc các lực lượng cứu hộ địa phương và máy móc đã rút khỏi hiện trường, dừng công tác tìm kiếm 7 thi thể còn lại. Như vậy là tổng số nạn nhân bị thiệt mạng tại thôn Làng Nủ là 60 người. Trong khi chờ khu tái định cư đang xây dựng, những người dân Làng Nủ sẽ được bố trí tập trung tại nơi tạm cư mới với diện tích là trên 2.000 m² ở cách khu vực cũ khoảng 1,5 km. Dự kiến ngày hôm nay 11 tháng 10 sẽ hoàn thành thông xe đoạn tuyến tỉnh lộ 155 đoạn dẫn lên cầu Móng Xến của tỉnh Lào Cai. Cầu Móng Xến là công trình trọng điểm trong dự án xây dựng tuyến đường mới kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai thay thế quốc lộ 4D. Vào sáng mùng 7 tháng 10 thì tỉnh lộ 155 đoạn qua địa phận xã Trung Trải đã xảy ra điểm sạt lở lớn ta luy dương gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại tỉnh lộ 155 đoạn từ thành phố Lào Cai đi Sapa, khu vực trạm thu phí cầu Móng Xến để có thể nhanh chóng thông tuyến. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 51 do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu trong tháng 9 vừa qua. Tình huống thiên tai này gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại nhiều điểm trên quốc lộ 51 có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân, phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam theo phạm vi trách nhiệm quản lý, triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Vâng, việc sửa chữa khắc phục tuyến quốc lộ này sẽ là rất cần thiết khi mà phía Nam thì hiện vẫn đang mưa nhiều và khả năng là mưa sẽ duy trì trong một tuần tới. Mặc dù mưa không liên tục nhưng mà kéo dài như vậy thì có thể khiến các cái kết cấu hạ tầng xuống cấp và hư hỏng. Vâng. Thế còn tại tỉnh Nghệ An thì nhiều đoạn mặt đê biển từ xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu đến xã Thọ Quỳnh Thọ của huyện Quỳnh Lưu dù mới được đầu tư nâng cấp thôi, thế nhưng cũng đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt là đoạn qua thôn Hùng Phong vừa được khắc phục xong thì nay đã bị sụt lún và sạt lở trở lại. Sau bão số 4 vừa qua thì mức độ sạt lở đang diễn biến sâu hơn. Ban Quản lý các công trình giao thông Sở thông Vận tải của tỉnh Nghệ An đang nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở đê biển ngay trong tháng 10 này. Đây là hiện trạng tuyến đê biển qua xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu. Hồi tháng 6 vừa rồi, đoạn đê tại thôn Hùng Phong đã bị sự cố do xe chở vật liệu làm sập tấm đan. Cống thoát nước bị sụt lún dẫn đến ách tắc dòng chảy, khiến một lượng lớn nước bị ứ đọng trong khu dân cư, làm ngập úng hoa màu, ảnh hưởng sinh hoạt của gần 400 hộ dân. Tắc dòng chảy không chảy được trở thành là ảnh hưởng đến cuộc sống và cả một cái 3-4-5 thôn luôn. Mong muốn là cơ quan cấp trên có phương pháp để giải quyết đẩy nhanh tiến độ, bởi vì nay đang mùa mưa bão để giảm cái thiệt hại cho dân. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Diễn Hùng, nguyên nhân xuất hiện tình trạng trên là do quá trình thi công đường bộ ven biển Nghi Sơn, Diễn Châu, các phương tiện xe chở vật liệu có tải trọng nặng đi trên đê. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân xã Diễn Hùng đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Để ứng phó với bão số 4 vừa qua, địa phương đã khắc phục tạm thời bằng cách dùng đất, đá lấp vào vị trí sạt lở. Tuy nhiên, chỉ được gần một tuần sau đợt mưa lớn cuối tháng 9, vị trí đê trên tiếp tục sạt lở trở lại. Đề nghị là Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan có thẩm quyền là đẩy nhanh các cái tiến độ về cơ sở pháp lý để hoàn trả lại cái mặt bằng cái tuyến đê này theo cái hiện trạng trước đây như đã cam kết. Hố sạt lở trên thân đê đã tồn tại hơn 3 tháng nay. Tuy nhiên đơn vị thi công cũng mới chỉ có biện pháp khắc phục tạm thời là đào mở rộng khu vực điểm sạt lở để tiêu nước và đặt biển báo tạm thời để cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại. Hiện vẫn chưa có biện pháp khắc phục, sửa chữa triệt để. Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Quảng Trị, Quảng Nam, một số nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa dông, có nơi mưa to. Dự báo khu vực Quảng Trị, Phú Yên, mưa tiếp diễn trong ngày và đêm nay, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm và có nơi mưa to trên 90mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ thì mưa tập trung về chiều, có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo trong mưa dông có thể kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Khu vực vùng núi của Trung Bộ và Tây Nguyên thì còn đề phòng sạt lở đất, lũ quét. Các đô thị ở Nam Bộ thì có nguy cơ bị ngập úng.
Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng sau trận mưa lớn hồi đầu tuần. Giải pháp xử lý tình trạng ngập úng đô thị là một trong những nội dung chính trong buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh vào chiều qua. Chẳng hạn như trận mưa mùng 8 tháng 10 đã kéo dài khoảng 5 tiếng, lượng mưa lớn nhất đo được là 116mm, trong khi đỉnh chiều đạt mức là 1,36m. Trận mưa có cường độ vượt quá khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước hiện tại. Đáng chú ý là có nhiều tuyến đường không thuộc danh mục tuyến đường ngập trong giai đoạn 2021-2025, thế nhưng vẫn đã ngập. Hiện thành phố đang triển khai những phần việc còn lại của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành thì vấn đề ngập sẽ được giảm thiểu. Thời gian lưu thông qua cầu phao Phong Châu, Phú Thọ được điều chỉnh sớm hơn, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày. Trước đó thì thời gian qua cầu phao là từ 6 giờ đến 22 giờ. Việc thay đổi thời gian này nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong sinh hoạt hàng ngày, trong việc đi học, đi làm. Các phương tiện như là xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, mô tô ba bánh được phép lưu thông 2 chiều với vận tốc không quá 5 km/h. Còn đối với xe ô tô thì chỉ có ô tô con, xe bán tải được phép lưu thông 1 chiều khi qua cầu. Khoảng cách giữa các xe trên cầu tối thiểu là 30m với vận tốc không quá 10 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 9 đến tháng 11, hiện tượng Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất khoảng 60-70%. Mực nước tại các trạm dùng đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh theo kỳ triều. Để ứng phó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch ứng phó với mưa lũ, triều cường, sạt lở bờ sông, bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2024. Tỉnh cũng đưa ra hai phương án ứng phó. Nếu trường hợp mùa lũ năm nay lớn, triều cường vượt mức báo động 3, dưới trên 2 mét tương đương đỉnh triều cường lịch sử năm 2022, sẽ có hơn 22.400 hectare nằm trong vùng kém an toàn. Trường hợp này, Vĩnh Long dự kiến chi 1.150 tỷ đồng đầu tư 32 dự án công trình thủy lợi. Trường hợp lũ lớn, triều cường vượt đỉnh triều lịch sử năm 2022, tỉnh sẽ xem xét bổ sung vốn cho các công trình ứng phó lũ sạt lở. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 75 điểm sạt lở sụt lún, ước thiệt hại gần 4,8 tỷ đồng. Còn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tính từ đầu năm cho đến nay, địa phương đã xảy ra 35 vụ sạt lở sông Tiền và nội đồng. Nguyên nhân là do mưa lớn, lũ lên nhanh kết hợp với triều cường. Chính quyền tỉnh đã giao địa phương theo dõi diễn biến, xác định vành đai sạt lở, lắp biển báo, bố trí lực lượng ứng phó bảo vệ cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản. Mới đây nhất thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền, khu vực phường 11, thành phố Cao Lãnh. Nhiều năm qua thì các tỉnh miền Tây đã phải đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông và biển nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, có hai nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở ở khu vực này là lòng sông thiếu phù sa và thiếu cát.